Và khi mà anh chị đặt hàng, mà anh chị nhận hàng ấy, anh chị cầm cái đèn lên nó vô cùng là nặng anh chị ạ. Và cái chất liệu vòng vỏ này nó cứng cáp, nó dày. Em xin kính chào tất cả quý anh chị. Chào mừng toàn thể quý anh chị đã quay trở lại với kênh Việt Nhật Solar. Thì thời gian vừa qua thì em đã đưa ra ngoài thị trường mẫu đèn VN900 và được những khách hàng sử dụng đầu tiên gọi điện đến và khen rằng là cái bộ đèn này nó rất là sáng. Và khi mà nhận hàng, hàng rất là chuẩn, bên công ty đóng hàng gửi cho khách hàng. Quay video quảng cáo như thế nào thì sản phẩm sẽ nhận về đúng như vậy. Và lại tiếp tục nhận được những cái câu hỏi cũng như là những cái ý kiến của khách hàng, đó là cần những bộ đèn năng lượng mặt trời làm thông số cao hơn nữa. Thì ngày hôm nay em lại giới thiệu đến cho tất cả quý anh chị một bộ đèn mới, công suất cao và đem lại độ sáng vô cùng tuyệt vời. Và đặc biệt là những bộ đèn này thì dành cho những anh chị nào có cái nhu cầu sử dụng là ánh sáng nó phải thật sáng, cũng như là lắp đặt cho những công trình diện tích lớn, những cái dự án của chính phủ, hoặc là anh chị lắp đặt cho trang trại này, lắp đặt trong những cái hội trường này, hoặc là anh chị nào mà có những cái sân chơi thể thao vào buổi tối ấy, hoặc là anh chị lắp đặt cho sân vườn nhà mình, những cái sân vườn biệt thự rộng lớn, hoặc là nhà kho nhà xưởng, lắp đặt những bộ đèn này nó vô cùng là sáng anh chị nhé. Vậy thì bộ đèn mới mang thương hiệu của công ty Việt Nhật nó sẽ có thông số kỹ thuật như thế nào, kích thước đèn pin lưu trữ chip LED ra làm sao, kích thước tấm pin như thế nào, bây giờ xin mời toàn thể quý anh chị cùng bắt đầu video. Thì hiện tại cái mã hiệu của cái sản phẩm này là VN1000W anh chị nhé, VN1000. Và đèn này là do bên em trực tiếp sản xuất và lắp ráp tại thị trường Việt Nam. Và về phần khâu bảo hành thì anh chị yên tâm một điều là bên em luôn có đầy đủ những cái linh phụ kiện, ví dụ như là chip LED này, hoặc là cell pin thì bên em đều có. Những cái dòng pin lithium, pin lưu trữ ấy, bên em đều đóng được thành cell. Ví dụ như anh chị mà có nhu cầu muốn bên em đóng bao nhiêu cell pin, muốn đèn nó có dung lượng cao thì hãy liên hệ. Bất kỳ mẫu đèn nào bên em đều có thể làm được theo yêu cầu của khách hàng, bởi vì bên em là công ty sản xuất anh chị nhé. Thì bộ đèn năng lượng mặt trời dù là sản phẩm nào đi chăng nữa thì cũng gồm có những cái bộ phận như là thân đèn, tấm pin, điều khiển, ốc vít anh chị ạ. Thì khi mà anh chị nhận hàng thì anh chị sẽ nhận được đầy đủ những cái linh phụ kiện gồm đèn, những cái tấm pin, ốc vít dùng để lắp đặt này, điều khiển từ xa, và đặc biệt là không bao giờ được thiếu phiếu bảo hành của khách hàng. Đấy, phiếu bảo hành này sẽ có đầy đủ địa chỉ của công ty này, đầy đủ về cái nội dung bảo hành, thông tin của khách hàng và có dấu đỏ của công ty anh chị nhé. Còn nếu mà anh chị nào mà ở gần khu vực tỉnh Vĩnh Phúc thì anh chị có thể qua trực tiếp cửa hàng của bên em để xem hàng, để cùng khám phá về những cái dòng sản phẩm đèn năng lượng mặt trời tốt nhất trên thị trường hiện nay. Thì bên em có địa chỉ trụ sở chính tại số 57 đường Lý Thường Kiệt, phường Đồng Tâm, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Anh chị nào ở các khu vực tỉnh lân cận có dịp đi qua Vĩnh Phúc có thể vào cửa hàng em xem hàng anh chị nhé. Còn bây giờ em sẽ đi vào và giới thiệu chi tiết về phần thông số kỹ thuật của đèn. Thì bộ đèn này, trước hết là em sẽ chia sẻ về cái chất liệu của vỏ. Đối với cả những cái dòng đèn pha giá tầm trung đấy, hoặc là những cái dòng đèn năng lượng mặt trời giá rẻ trên thị trường, nào là vỏ bằng nhựa này, nào là vỏ bằng nhôm giá rẻ này, đấy, rất là nhiều các loại. Nhưng để nói về cái chất liệu vỏ đèn thì cái bộ đèn này nó có một cái loại vỏ là cực kỳ là cao cấp anh chị nhé. Và khi mà anh chị đặt hàng, mà anh chị nhận hàng ấy, anh chị cầm cái đèn lên nó vô cùng là nặng anh chị ạ. Và cái chất liệu vòng vỏ này nó cứng cáp, nó dày. Thì cái đèn năng lượng mặt trời khi mà phát sáng, mà anh chị chiếu sáng ấy, thì nó sẽ tỏa ra một cái lượng nhiệt vô cùng nóng. Nếu như không được làm bằng những cái chất liệu cao cấp thì nó om nhiệt ở bên trong đèn này, nó sẽ làm gây hư hại toàn bộ hệ thống chip LED, làm giảm đi cái tuổi thọ của đèn, gây hao pin, tóm lại là nó sẽ hỏng hóc hết ở bên trong. Nhưng bên em đã thiết kế một cái chất liệu vỏ nhôm cao cấp như thế này, nó sẽ giúp cho đèn tản nhiệt nhanh hơn này, để làm mát hệ thống bên trong thì đèn nó luôn luôn hoạt động được ổn định anh chị ạ. Và đặc biệt là nếu như anh chị có treo bộ đèn này ở ngoài trời, đấy, ví dụ như là sân bóng này, sân trường học, sân bệnh viện, bãi để xe, các bãi xe này, các bãi cát này, các bãi bến này, ở ngoài trời thì đèn này nó sẽ kháng được nước mưa, kháng được nắng mưa thất thường, nó không bị giòn, nó không bị vỡ, nó không bị han gì, nó không bị bay màu, nó không bị ăn mòn luôn anh chị nhé. Nó rất là xịn. Đấy, bộ đèn này nó rất là xịn. Đấy, đây là về phần hệ thống vỏ. Đấy, tại vì sao mà lại không làm bằng vỏ bằng nhựa cho nó rẻ tiền? Thì nếu mà làm bằng vỏ bằng nhựa, mặc dù là bán ra ngoài thị trường giá nó rất là rẻ, nó chỉ vài trăm nghìn thôi. Một bộ đèn như anh chị thấy ở trên thị trường nó chỉ vài trăm nghìn thôi. Nhưng đổi lại mua về sử dụng rất là kém, độ bền nó không cao,
Và đặc biệt là cái ánh sáng nó đem lại vô cùng là nhức mắt anh chị nhá. Nhìn nó rất là tối, tối như một con đom đóm. Đấy, nên là khách hàng phải thật sự là lưu ý đến cái vấn đề về cấu hình của sản phẩm như là thân vỏ. Đấy là nó sẽ liên quan đến cái độ bền của đèn. Đấy, tiếp theo là đến hệ thống chip LED. Thì nhiều anh chị ấy khi mà mua đèn năng lượng mặt trời vẫn còn có một cái nhận định của trước đây. Đấy, hoặc là có những cái nhận định của một số đơn vị người ta chia sẻ là đèn càng nhiều mắt LED đèn càng sáng. Cái đấy nó không thực tế anh chị nhá. Bởi vì là chip LED sáng hay không nó còn phụ thuộc vào cái loại chip LED. Ví dụ như là những cái dòng chip LED như là 2835, 5730, 3030 hoặc là dòng chip LED 5054, 5050 rất là nhiều anh chị ạ. Cơ bản nhất là cái đèn đấy nó lắp đặt loại chip LED nào nó mới quyết định được cái độ sáng. Còn nếu mà có những cái đèn năng lượng mặt trời anh chị có thể nhìn thấy nó xếp rất nhiều chip LED nhưng đến khi bật lên nó không sáng bằng những cái đèn năng lượng mặt trời có ít chip LED nhưng mà là chip LED cao cấp. Đấy. Và bộ đèn này thì được thiết kế bởi ba thấu kính quang học vô cùng là to luôn anh chị nhá. Anh chị có thể nhìn thấy này, cái lớp thấu kính quang học này nó to, nó rất là to luôn anh chị ạ. Đấy, nên em sẽ có thể đo thử cho anh chị cùng xem về cái tiết diện làm của cái bề mặt thấu kính này nó lên đến tận 11 cm này. Đấy, và cái khi mà ánh sáng đi qua cái lớp thấu kính quang học này thì nó sẽ khuếch tán ánh sáng, nó đưa ra độ sáng được xa hơn, nó tản sáng sang hai bên được rộng hơn. Đấy, nó sẽ có một cái độ sáng mà khi mà khách hàng nhìn vào nó rất là thích và nó rất là lịnh mắt anh chị nhá. Thì trong mỗi một cái hệ thấu kính này nó sẽ bao gồm là 16 chip LED và đây là ba hệ thấu kính và cái loại chip LED này là chip LED 3030. Cái dòng chip LED 3030 này thì nó luôn luôn được lắp đặt trong những cái dòng đèn cao cấp anh chị ạ. Nó sẽ cho ra một cái hiệu suất ánh sáng nó vô cùng là tuyệt vời. Đấy, 48 chip LED đi qua ba thấu kính mắt ngọc cầu lồi to như thế này. Anh chị yên tâm một điều, những cái diện tích tầm 400-500 mét vuông nó sáng vô cùng luôn anh chị nhé. Bất kỳ anh chị nào mà khó tính mà khi mà đặt hàng ấy em giao đến anh chị bật lên sáng nhức mắt luôn anh chị nhé, cực kỳ là sáng đấy. Nên mà khi mà anh chị treo vào buổi tối nhìn nó rất là hiện đại cái khu vực mà mình treo thêm sang trọng đấy. Mà khi mà ví dụ như hàng xóm hoặc là bất kỳ ai đi qua người ta đánh giá là mình đã mua được một bộ đèn năng lượng mặt trời chất lượng ở trên thị trường, không mua phải hàng dởm, không mua phải hàng nhái, hàng kém chất lượng, gây hoang mang, gây phí tiền anh chị nhé. Đấy, đấy là toàn bộ về phần thông số kỹ thuật ở bên ngoài mà anh chị nhìn thấy. Còn pin lưu trữ thì làm sao? Đấy, pin lưu trữ thì là một cái phần đấy mà quyết định đến là cái thời gian chiếu sáng của đèn. Thì có rất là nhiều anh chị thường khi mà đi hỏi về cái dung lượng pin của đèn thì hỏi là trong đèn lắp đặt bao nhiêu viên pin nhưng mà lại không hỏi đấy là loại pin gì. Đấy là một cái sai lầm cũng khá là trầm trọng đối với cái việc mà mình quan tâm đến thông số kỹ thuật. Thì cái bộ đèn năng lượng mặt trời ở trên thị trường nó có nhiều loại để mà lắp đặt loại pin. Pin 18650, pin 32650, 32700 và một cái loại pin mà chắc chắn là rất ít anh chị biết đó là dòng pin lithium có tên gọi là pin 32140. Cái loại pin này nó chuyên sử dụng lắp đặt cho những cái đèn năng lượng mặt trời yêu cầu với dung lượng lớn. Ví dụ như cùng một cái đèn năng lượng mặt trời như thế này mà anh chị muốn lắp đặt 10 viên pin loại nhỏ nó rất là khó lắp đặt. Nhưng mà lại bên nhà em đã đưa vào đây là loại pin có dung lượng lên đến là 15.000 mAh một quả. Mà bên nhà em hiện tại đang đấu là 4 cell thì 4 nhân với 15 nó lên đến 60.000 mAh và chạy cho cái hệ thống chip LED này. Em cam kết một điều, nếu mà được sạc đầy sáng 14, 16, 18, 24 tiếng thoải mái luôn anh chị nhé. Chỉ cần nó được sạc đầy thì nó sẽ vô cùng là sáng. Cứ ban ngày thì nó sạc pin, ban đêm nó chiếu sáng, ngày này qua ngày nọ, năm này qua tháng kia. Đấy, nó rất là bền và đem lại độ sáng, và đặc biệt là mình không phải tốn bất kỳ một đồng tiền điện nào anh chị nhé. Cái này là ông trời trả tiền điện cho anh chị. Đấy, ánh sáng từ mặt trời nó sẽ trả tiền điện cho anh chị, không mất bất kỳ một đồng tiền điện nào. Và cái điều đặc biệt đấy là nó không phụ thuộc vào điện lưới, xung quanh mọi người đều mất điện, nhà anh chị luôn luôn sáng. Đấy, đấy là những cái điều là vô cùng tuyệt vời của đèn năng lượng mặt trời. Có một số anh chị khi mà đi mua đèn năng lượng mặt trời mà mua phải hàng hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, ham rẻ. Đấy, mua những cái đèn về rồi cuối cùng là về nó chập cháy này, rồi nó hỏng, gọi điện bảo hành không được, rồi là đánh giá chung là đèn năng lượng mặt trời hoạt động không tốt. Nhưng những anh chị nào mà đã từng sử dụng những cái đèn chất lượng rồi, đèn chính hãng rồi thì mới biết. Và đặc biệt là cái thương hiệu đèn năng lượng mặt trời của Việt Nhật của bên em ấy đã được rất nhiều khách hàng đánh giá về cái chất lượng sản phẩm trên toàn quốc luôn anh chị nhé, chứ không phải là một vùng miền nào cả mà trên toàn quốc rất nhiều người biết về thương hiệu Việt Nhật rồi. Đấy, thì bộ đèn này được lắp đặt hiện tại đây là 4 viên pin. Đây anh chị quan sát này, đằng sau của nó sẽ bao gồm hệ thống chứa phần pin lưu trữ.
Thì đây là cái logo thương hiệu của công ty Việt Nhật. Đây, đây là logo thương hiệu của công ty Việt Nhật. Mã hiệu của nó là VN1000. Đấy, VN1000. Và bên trong này sẽ chứa khối pin. Thì bây giờ em sẽ mở toàn bộ bốn con ốc này ra để anh chị cùng kiểm tra xem bên trong có thực sự là lắp 4 viên pin hay không, có thực sự là lắp đặt là dòng pin 32140 hay không anh chị nhá. Đấy thì anh chị quan sát giúp em là đằng sau nó sẽ có bốn con ốc như thế này. Đấy, anh chị muốn kiểm tra hoặc là biết về pin đấy thì mình có thể thao tác đơn giản thôi. Đây. Đấy, đây là cái phần hệ thống vỏ đằng sau nhé. Đây là mã hiệu là VN1000 này, Việt Nhật Solar này, logo thương hiệu này. Đấy, đèn dập gân cốt nó rất là khỏe đèn anh chị nhé. Đây. Bây giờ em sẽ nhấc ra, nó rất là nặng anh chị nhé. Thì trước hết anh chị hãy để ý giúp em này, đây là hệ thống gioăng cao su này, nó rất là dày luôn anh chị nhé, nó sẽ kháng nước tuyệt đối. Đây gioăng cao su đây. Còn đây chính là phần hệ thống pin bên trong, anh chị quan sát giúp em này. Pin này có loại đây, có tên gọi là pin 32140. Đây 32140 anh chị nhá. 32140, 1 2 3 4 quả. Đây. 4 quả này. 4 quả pin này với dung lượng mỗi một quả là 15.000 mAh thì nó sẽ lên tổng dung lượng là 60.000 mAh và được sản xuất năm 2024 tháng 10 đây anh chị nhá. Rất là đầy đủ về thông số kỹ thuật đây bên trong này. Những cái mối hàn mạch được làm rất là chỉnh chu, rất là cẩn thận, mạch rất là xịn luôn anh chị nhá. Mạch này thì anh chị yên tâm một điều, nó được lắp đặt sẵn là mạch bảo vệ pin. Đấy, cân bằng pin nó rất là ổn định, nên anh chị yên tâm là đèn của bên em đã thiết kế là mọi thứ nó đều chỉnh chu hết rồi anh chị nhé. Và để có thể sạc đủ được cho cái dung lượng pin nó lớn như vậy thì bên em đã trang bị cho chiếc đèn này một cái tấm pin năng lượng mặt trời hiệu mono. Thì lại nói về tấm pin thì có một số anh chị khi mà đi mua đèn năng lượng mặt trời ạ, em để ý là thường hỏi là hiện nay ấy, khi mà mua đèn năng lượng mặt trời mùa đông có sử dụng được hay không, tôi ở trên vùng cao có sử dụng được hay không. Đấy thì chính là nhờ vào những câu hỏi của anh chị thì bên nhà em lại đưa ra ngoài thị trường một cái dòng sản phẩm mới đem lại cái hiệu quả tối ưu về phần sạc. Thì đây là cái tấm pin năng lượng mặt trời mono anh chị nhé. Ở trên thị trường nó có hai loại, hiện tại bây giờ là nó đang có hai loại tấm pin dành riêng cho đèn năng lượng mặt trời, đó là tấm pin poly màu xanh đậm và tấm pin năng lượng mặt trời mono màu đen. Thì những cái dự án điện áp mái lớn thì họ thường thường họ chỉ sử dụng tấm pin mono để nó đem lại một cái hiệu suất sạc, nó sản sinh ra điện nó được nhiều hơn. Chính vì vậy thì bên em đã thiết kế đây là cái tấm pin năng lượng mặt trời mono anh chị nhé. Những anh chị nào ở trên vùng cao miền Bắc anh chị yên tâm, chỉ cần trời hửng nắng thôi đèn vẫn sạc và hoạt động như bình thường luôn, như là trời mùa hè luôn anh chị nhé, hiệu suất sạc nó rất là tốt. Thì về kích thước của tấm pin năng lượng mặt trời em lại đo cho anh chị cùng xem luôn để khi nhận hàng anh chị có thể nắm bắt được về thông số kỹ thuật. Về phần chiều dài của tấm pin năng lượng mặt trời này là 67 cm anh chị nhé, 67 cm này. Còn về phần chiều rộng của tấm pin hiện tại đang đạt được là 64 cm này. Đấy, cái này thì khi mà nhận hàng thì anh chị kiểm tra thực tế cho em. Đây anh chị quan sát giúp em những cái phần hệ thống cell pin này được làm rất là khít, rất là đều và hầu hết là nó tràn hết viền đây anh chị nhé. Những cái hệ thống khe này này được làm rất là khít nhau. Còn một số đơn vị người ta làm rất là rộng để giảm thiểu bớt cái chi phí sản xuất, sau đó bán ra ngoài thị trường giá rất là rẻ. Đấy, nên là khi mà anh chị đi mua đèn năng lượng mặt trời thì hãy để ý vào tất cả những cái gì em chia sẻ. Như anh chị nào mà thấy em chia sẻ nó đúng thì có thể để lại bên dưới một lời bình luận. Và anh chị nào mà sử dụng đèn năng lượng mặt trời Việt Nhật rồi thì cũng hãy để lại cho em những cái lời đánh giá khách quan nhất về cái dòng sản phẩm của bên nhà em. Thì cái tấm pin năng lượng mặt trời này là có dòng tấm pin mono, khung nhôm, mặt kính cường lực, nó rất là bền. Hiện tại thì tấm pin năng lượng mặt trời này đang được trang bị một đoạn sợi dây nối dài 5 mét như thế này. Thì đèn anh chị treo ở dưới mái tre, anh chị treo ở bên dưới, còn tấm pin này anh chị để ở ngoài trời anh chị nhé. Còn nếu mà dây 5 mét này không đủ, anh chị muốn treo lên tầng 2, anh chị muốn treo lên tầng 3, anh chị muốn treo ra chỗ xa hơn để có nắng, thì có thể liên hệ trực tiếp đến bên nhà em. Bên nhà em sẽ hỗ trợ bán thêm dây nối cho anh chị. Dây nối được thiết kế là hai rắc cắm sẵn ở hai đầu, về anh chị chỉ cần cắm là xong thôi, không cần phải cắt ra để đấu nối bên này bên kia âm dương này nọ, mà anh chị chỉ cần về cắm vào nó có đầu rắc cắm sẵn rồi, nó rất là đơn giản đấy, nên là cái việc lắp đặt nó sẽ diễn ra là dễ dàng hơn anh chị nhé. Đấy, nếu mà anh chị nào mà đang có nhu cầu chiếu sáng cho các diện tích rộng khoảng tầm 300-500 m² thì có thể liên hệ trực tiếp đến bên nhà em để đặt mua dòng sản phẩm đèn năng lượng mặt trời VN1000 này, nó thực sự sáng vô cùng hiệu quả luôn anh chị nhé. Những cái dòng đèn năng lượng mặt trời mà anh chị đang sử dụng ấy, nó sáng như thế nào thì khi bật cái đèn này lên nó sáng mạnh hơn rất là nhiều luôn anh chị nhé.
Đấy, đem lại độ sáng rất là tuyệt vời. Còn như anh chị nào mà có bất kỳ cái câu hỏi gì, anh chị có cái nhu cầu sử dụng đèn năng lượng mặt trời lắp đặt cho vị trí nào thì liên hệ trực tiếp đến bên nhà em. Trong nhà, sân vườn, trang trại, đường đi, lắp đặt cho dự án công trình, đường đi thôn xóm của chính phủ này, bất kỳ đường quốc lộ hay là cây xăng, trạm xăng này, hoặc là trường học, bệnh viện, bên em đều có đèn năng lượng mặt trời phục vụ để cho anh chị có thể lấy hàng về lắp đặt và được bảo hành với thời gian rất là hậu mãi về sau, nó rất là tốt anh chị nhé. Đấy, còn anh chị nào mà đang quan tâm mà có ý định nào mở cửa hàng này, kinh doanh đèn năng lượng mặt trời, muốn có được một nhà đại lý tổng kho chuyên phân phối các loại đèn năng lượng mặt trời tốt nhất thì có thể liên hệ trực tiếp đến bên nhà em. Bên nhà em sẽ có đội ngũ tư vấn đến cho anh chị, mức giá nhập tại kho tại xưởng rất là tốt anh chị nhé. Và bây giờ thì chia sẻ sản phẩm dù hay đến đâu đi chăng nữa, bắt buộc là vẫn phải cho khách hàng xem về chất lượng. Sau đây xin mời toàn thể quý anh chị cùng ra bên ngoài cùng em xem độ sáng thực tế của đèn này vào buổi tối, xem nó sáng tốt như thế nào anh chị nhé.